thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, với những rừng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi của bà con người Dao Đỏ. Không sử dụng bất kỳ hóa chất nào để chăm bón chè, chỉ khai thác thuận tự nhiên đã trở thành quy tắc được bà con thống nhất đưa vào hương ước của làng. Đây cũng là yếu tố tiên quyết để hàng trăm hecta chè của hợp tác xã Phìn Hồ đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Tuyệt đối là không sử dụng cái thuốc như là thuốc bảo vệ thực vật cũng như thuốc trừ cỏ các loại vân vân. Thôn thì bây giờ cũng đưa ra cái hương ước của làng văn hóa, ai mà còn vi phạm những cái điều đấy là sẽ xử lý vi phạm, phạt đưa vào quỹ của thôn. Không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm, thương hiệu chè Phìn Hồ cũng được chú trọng xây dựng hình ảnh bằng chân dung những người cao tuổi trong vùng. Bao bì sản phẩm với gương mặt của cụ Triệu Mùi Nhí, năm nay ngoài 90 tuổi, với nhiều thế hệ trong gia đình gắn liền với cây chè san tuyết, đã trở thành hình ảnh nhận diện cho thương hiệu chè Phìn Hồ. Từ khi được sinh ra, tôi đã thấy những đồi chè như thế này. Chúng tôi hái từ đời này sang đời khác. Bây giờ tôi sắp không đủ sức để leo lên các đồi chè nữa, thì các con cháu của tôi sẽ thay tôi tiếp tục gắn bó với cây chè. Chúng tôi có một cái điểm mạnh, đó là từ những cái hình ảnh của con người, từ những cái gốc cây chè và nguyên liệu cũng cùng một địa phương, và kể cả thành viên hợp tác xã, cái tổ chức, cái tổ sản xuất đều là con người địa phương 100% để sản xuất ra những cái sản phẩm mang thương hiệu của huyện Hoàng Su Phì. Lấy bản sắc của địa phương làm giá trị cốt lõi để xây dựng sản phẩm ô cốp, thương hiệu trà Phìn Hồ đã mang lại lợi ích kép. Hợp tác xã chế biến chè đã có cả những đơn hàng xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, còn đời sống của đồng bào nơi đây cũng khá giả hơn xưa. Người dân ở đây đều đang trồng chè theo tiêu chuẩn sạch để mang lại thu nhập cao hơn và bền vững cho gia đình và cũng như mọi người ở đây. Thôn Phìn Hồ cách đây 5 năm về trước vẫn còn trên 12% là hộ nghèo. Nhưng hiện tại bây giờ xóa 100%, không còn một hộ nào nghèo nữa. Là từ tác động từ cây chè có giá trị đem lại cho bà con nhân dân thu nhập thì bà con nhân dân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Những cây chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Phìn Hồ được ví như báu vật của bản làng. Giờ đây đã trở thành thương hiệu nông sản xóa đói giảm nghèo của tỉnh Hà Giang và vẫn đang tiếp tục chinh phục thị trường quốc tế.